Ok xin chào các bạn chúng ta lại trở lại với bài giảng tiếp theo trong chuỗi video bài giảng về kiến thức phân tích kỹ thuật theo tiêu chuẩn CMT của Green Chart thì trong bài giảng lần này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về một cái chủ đề rất là hay đó là chủ đề về kháng cự và hỗ trợ support and resistance đúng không ạ thì trong nội dung như các bài giảng trước thì chúng ta cũng sẽ có ba nội dung chính đó là đầu tiên chúng ta sẽ học về định nghĩa thế nào là kháng cự và hỗ trợ thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về việc là cái nguyên nhân hình thành và cái vai trò của kháng cự hỗ trợ trong cái việc là phân tích hành động giá và thứ ba là một số ứng dụng trong cái giao dịch với kháng cự hỗ trợ thì để bổ trợ cho bài này thì mình có một cái bài viết tương đối hay ở trên website của greenchart vn đó là bài viết về depth of market và bản chất của hành động giá thì các bạn có thể tham khảo qua cái bài cái bài viết này để hiểu hơn về cái bản chất của hành động giá và nguyên nhân hình thành nên các cái mức giá đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về việc đó là support and resistance thì hình thành như thế nào thì chúng ta hiểu là mỗi cái mức giá ở trên thị trường thì đều được hình thành dựa trên cái sự thỏa thuận hợp lý giữa người mua và người bán đúng không ạ khi mà có một người mua và một người bán thỏa thuận với nhau và chốt ở một cái mức giá mà hai bên đều cảm thấy thoải mái đều cảm thấy happy thì đấy nó hình thành nên một cái mức giá và theo lý thuyết của cung cầu thì khi mà phe mua hoặc là cái mức độ aggressive tức là cái mức độ gọi là hung hăng của của người mua lớn hơn so với người bán thì giá sẽ có xu hướng tăng và và ngược lại thế thì lý giải thế nào về cái cái từ gọi là aggressive này thì mọi người hiểu ví dụ mình lấy ví dụ như ở trên biểu đồ chứng khoán nhé mọi người thấy ở đây chúng ta thấy là có cái cổ phiếu của, của VNM của công ty cổ phần sữa Việt Nam đúng không ạ Vinamilk đúng không ạ thì hiện tại là là cái mức giá giao dịch gần nhất mà bên mua bên bán đang thỏa thuận với nhau là mức 76.5 đúng không 5 ngàn một cổ thì thế nào gọi là aggressive thì mọi người sẽ phải hiểu là nó liên quan đến một cái 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 hai hai cái loại lệnh đấy là lệnh limit order và lệnh market market price tức là cái lệnh lệnh thị trường lệnh limit order là gì tức là lệnh limit tức là ví dụ chúng ta thấy ở đây là người bán thì đang đặt bán là 76.5 rồi là 76.6 rồi 76.7 tương với nó là cái khối lượng đặt bán thì bên này những người mua thì họ không muốn mua cái giá cao như này thì họ sẽ kê một cái mức giá thấp hơn ví dụ như là người mua đầu tiên thì người ta chỉ mua giá 76.2 thôi người tiếp theo thì mua 76.1 và có những người người ta chỉ mua giá 76 và người ta chờ ở ở dưới. Thì cái đó cái lệnh đó gọi là lệnh limit order tức là mình kê một cái mức giá mà mình muốn đặt và mình không vội vàng gì cái việc là mình nhảy ra mình mua ngay cái giá mà bên bên bán họ đang bán. Thì lúc đấy thì chúng ta dùng cái lệnh là limit order. Tuy nhiên thì khi mà người mua mà người ta gọi là aggressive hơn, người ta hung hăng hơn, người ta muốn mua hơn thì người ta sẽ đặt cái lệnh gọi là lệnh MP Gọi là lệnh lệnh market fry đấy, tức là họ sẽ nhảy vào họ mua thẳng vào cái những cái người đang đang kê bán ở đây. Ví dụ như là người người bán đang kê là 76.5 thì họ nhảy vào họ đặt họ mua luôn 76.5. Và mua hết 76.5 thì họ mua tiếp đến 76.6. Hết 76.6 thì họ mua tiếp đến 76.7 và họ cứ mua liên tục như thế đến khi nào mà họ họ mua đủ cái số lượng cổ phiếu họ muốn thì thôi. Và cái chính cái hành động đó làm cho giá giá tăng lên. Thì lý giải là cái hành động agresit của người mua tức là phe mua họ rất buồn muốn mua và họ sẽ dùng cái lệnh MP để họ mua luôn những cái lệnh limit mà của của phe bán đang treo ở trên ở trên 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 sàn thì cái đó chính là cái mà làm cho nguyên nhân làm cho giá tăng và ngược lại thôi khi mà cái phe bán họ aggressive hơn thì họ sẽ nhảy vào họ bán thẳng vào vào cái phần dư mua mà đang đang được kê limit ở trên này của phe mua và nó làm cho giá liên tiếp giảm xuống được chưa thì đấy là lý giải cho mọi người hiểu là tại sao mà 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 giá nó nó sẽ hình thành xu hướng tăng hay giảm là nó do cái lệnh MP ấy. Tức là do cái phe mua họ muốn mua hơn hay phe bán họ muốn bán hơn Thì mọi người có thể đọc thêm cái bài viết nhé Đọc thêm cái bài viết về về depth Market nhé ờ, Tiếp theo thì định nghĩa về kháng cự hỗ trợ thì nó đơn giản thôi Tức là mức kháng cự là một cái mức mà nó xảy ra cái quá trình Đấy là sau một cái nhịp mà tăng mạnh Thì phe bán bắt đầu trở lại Tức là trong suốt một cái quá trình tăng đó trong suốt một cái cái quá trình mà 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 giá tăng đó thì phe mua họ họ chiếm ưu thế tuy nhiên đến một cái thời điểm nhất định đến một cái thời điểm nhất định ví dụ như cái điểm này ví dụ như cái điểm này phe bán họ bắt đầu trở lại và họ bắt đầu áp đảo lại phe mua và chặn cái đà tăng chặn lại chặn lại cái đà tăng trước đó của giá và làm cho giá quay đầu giảm xuống thì cái vùng đó gọi là vùng kháng cự tức là vùng bắt đầu nó nó xuất hiện lại cái lực lực bán của 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 phe bán và làm giảm làm chặn cái đà tăng thì đấy vùng đấy gọi là vùng vùng kháng cự và liên tiếp là giá nó cứ chạm vùng đấy nó thì nó quay đầu thì vùng đó gọi là một cái vùng kháng cự mạnh và ngược lại vùng hỗ trợ là gì tức là sau một cái nhịp giảm do cái phe bán họ chế biêu thế thì phe mua bắt đầu trở lại phe mua bắt đầu trở lại và họ bắt đầu mua lên và kéo chặn lại cái đà giảm của của cái nhịp nhịp giảm trước đó và đẩy giá lên và giá nó cứ test đi test lại cái mức giá đó và nó bật lên thì vùng đấy gọi là vùng vùng, vùng hỗ trợ mạnh chợ thì đấy gọi là vùng kháng cự và hỗ trợ nó là cái cái vùng mà nó mang mang tính chất là thể hiện cái sự trở lại mạnh mẽ của của một trong hai phe và nó áp đảo lại và làm làm chặn cái cái đà trước đó của giá thì nó gọi là ngưỡng kháng cự hỗ trợ các cái vùng đỉnh đáy mà kháng cự hỗ trợ thì nó có xu hướng lặp lại rất là nhiều lần và nó thường do một số nguyên nhân mình lấy ví dụ nhá tại sao mà cái vùng đỉnh đáy này này nó lại lặp lại rất nhiều lần tức là giá tại sao mà nó cứ đập đập lên cái vùng trên này thì nó lại lại bật xuống hay là chạm cái vùng dưới này thì nó bật lên thì nó do một số nguyên nhân nguyên nhân đầu tiên là thường là do các nhà đầu tư mà 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 thua lỗ ấy. Họ, họ họ bị kẹt hàng và cái kháng cự hỗ trợ đấy nó thành nó hình thành lên một cái vùng để cho họ một cái cơ hội thứ hai để thoát hàng mình lấy ví dụ nhá khi mà hình thành một cái kháng cự ở trên đỉnh này và cho đó giá nó giảm xuống thì có phải là rất nhiều ông đu đỉnh ở đoạn này thì sẽ bị 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 lỗ đúng không thì rõ ràng là khi mà tâm lý họ ôm cổ phiếu ở vùng đỉnh này mà nó họ thua lỗ thì tâm lý của họ lúc đấy nó rất là 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 bi quan và rất là khó chịu thì ngay lập tức nếu một ngày đẹp trời mà giá nó hồi lại được gần cái vùng đó thì chắc chắn là những người mà trước đây họ mua đỉnh ở đây này, họ sẽ nhảy ra họ xả và họ thoát hàng. Và cái việc mà họ họ cắt lỗ đó hoặc là họ họ về bờ và họ họ bán bớt cổ phiếu thì nó làm cho giá nó quay đầu giảm tiếp. Và rất nhiều người đu đỉnh, theo nhiều người đu đỉnh thì khi mà giá nó lên đi cái cái vùng gần vùng đỉnh, vùng kháng cự đấy thì càng có cái lực bán để thoát hàng và càng làm cho giá giảm xuống. Đúng không ạ? Thì đấy là cái cái ý nghĩa tại sao mà vùng này nó thường lặp đi lặp lại nhiều lần. Vùng hỗ trợ cũng thế hay là nó là một cái vùng mà nó mang tính chất gọi là cơ hội thứ hai mình lấy ví dụ như là đối với vùng hỗ trợ nhé giả sử như là giá chạm vùng này và bật lên thì rõ ràng là những cái người mà ngày ngày trước người ta bán mất hàng ở đây hoặc là người ta không kịp mua ở đây thì người ta sẽ cảm giác nối tiếc đúng không ạ thì rõ ràng là khi mà một ngày đẹp trời mà giá hồi lại được cái mức giá mà gần với cái mức giá ngày xưa thì họ sẽ nhảy vào họ mua bởi vì đấy là một cái cơ hội thứ hai để họ họ vào hàng và nó đẩy cho giá lên tiếp đúng không ạ thì đấy là cái ý nghĩa hoặc là một nguyên nhân nữa hình thành nên vùng kháng cự hỗ trợ đấy là cái vùng đấy là cái vùng mà nó là cái vùng định giá của các tổ chức tức là mình lấy ví dụ như là một tổ chức họ dùng chỉ số pi chẳng hạn họ định định giá cổ phiếu và họ thấy là cái cổ phiếu này nó chỉ đáng cái mức giá là là 20.000 thôi thì rõ ràng là khi mà cổ phiếu lên đến cái vùng giá 20 thì họ sẽ tiến hành họ bán ra và cái lực bán của các cái tổ chức lớn thì nó làm cho cái việc là làm cho giá không thể thể tăng mạnh qua cái vùng 20 được và nó hình thành nên một cái vùng kháng cự ở đấy thì đôi đôi khi vùng kháng cự hỗ trợ là nó do cái action của các của các tổ chức lớn khi mà cái vùng đó nó chạm cái định giá của của họ và chạm cái mức mức giá mục tiêu của họ và họ cứ chạm cái vùng đấy thì họ sẽ 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 thoát hàng ra hoặc là cứ chạm vùng đấy thì họ sẽ mua vào thì nó hình thành nên cái cái vùng vùng đỉnh đáy đỉnh đáy lớn do action của của các tổ chức tức là nó có rất nhiều nguyên nhân một là nguyên nhân do những cái người thua lỗ thoát hàng hai là những cái người mà bỏ lỡ cơ hội nhảy vào lần thứ hai và thứ ba là do cái các cái ngưỡng cản cứng của các cái tổ chức lớn họ mua bán theo cái mức định giá đó. Thì đấy là một số nguyên nhân hình thành những kháng cự hỗ trợ để mọi người hiểu tại sao lại có những cái mức đỉnh mà nó cứ đập đi đập lại liên tiếp như thế này hay là hay là những cái mức đáy mà nó test đi test lại liên tiếp như thế này thì nó là do nguyên nhân về, về về tâm lý là là chủ yếu. Uhm, tiếp theo thì mọi người hiểu là các vùng kháng cự hỗ trợ thì nó thường hình thành nên một cái vùng gọi là chết trading range, đây cái vùng cái vùng nằm ngang này này. Nó gọi là chết trading range, tức là cái vùng mà giá nó bị kẹp ở giữa hai cái đường kháng cự hỗ trợ đó thì cái vùng này này nó có một cái đặc tính là nó mà càng diễn ra lâu và nó và nó tích lũy càng lâu thì khi mà nó bị phá vỡ ấy, thì nó sẽ chạy càng khỏe theo cái hướng đó tức là cái break out mà nó nó xảy ra ấy, một khi nó xảy ra ấy, thì nó sẽ rất là mạnh đây mọi người thấy là sau khi mà giá nó đi trong một cái vùng chết đinh này sau đó nó break out xuống dưới này nó phá xuống dưới này thì sau đó giá nó giảm rất là mạnh đúng không ạ và đây là một cái tín hiệu rất là đáng để để chờ đợi khi mà chúng ta giao dịch nếu mà chúng ta gặp một cái chết đinh như thế này bởi vì là cái mức tích lũy càng sâu thì sau đó cái Breakout nó sẽ càng mạnh và cái cơ hội kiếm tiền kiếm tiền của chúng ta nó sẽ càng lớn và buổi sau thì mình sẽ nói kỹ hơn về về cái chủ đề là, là Breakout là 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 cái gì đúng không? nhắc đến tương đối nhiều rồi ừ, ngoài ra thì nó có một cái kỹ thuật khác để xác định ngưỡng kháng cự hỗ trợ nó gọi là đơn truyền Breakout thì cái 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 này nó rất là đơn giản thôi tức là họ dùng các cái ngưỡng gọi là mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian là 4 tuần gần nhất để làm các ngưỡng cản tức là cái cái mindset của hệ thống này tức là cái giá nào mà là giá cao nhất trong cái trong cái 4 tuần gần nhất và mức nào là mức thấp nhất trong 4 tuần gần nhất thì tôi sẽ lấy cái giá cao nhất đấy làm kháng cự và thấp nhất đấy làm hỗ trợ. Và khi mà nó phá cái kháng cự thì là tôi buy và nó phá cái hỗ trợ thì là 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 tôi sell. Và đây là một hệ thống mà rất là hiệu quả trong cái việc là 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 giao dịch ở trong xu hướng mạnh. Ngoài ra thì nó còn một cái lý thuyết nữa không? mọi người cần hiểu Đấy là lý thuyết về support and resistance squeeze tức là nó gọi là là hoán đổi tức là khi mà ngưỡng hỗ trợ tức là cái ngưỡng đáy ấy mà nó bị phá thủng ấy thì nó thành cái ngưỡng kháng cự tức là đây nha mọi người nhìn trên biểu đồ này cái ngưỡng đầu tiên là ngưỡng hỗ trợ đúng không sau khi giá phá qua ngưỡng hỗ trợ đấy và đi xuống dưới thì ngưỡng hỗ trợ trước đây nó thành ngưỡng kháng cự và khi quay đầu lên đấy thì nó lập tức là là bị bán xuống đúng không ạ đây mọi người thấy trong ví dụ là cứ đáy bị phá thì sẽ trở thành trước đây đáy này là hỗ trợ đúng không ạ thì sau khi bị phá nó trở thành kháng cự và và ngược lại thì cái này nó cũng chỉ là do yếu tố tâm lý thôi. Mình lấy ví dụ như là khi mà giá nó phá cái ngưỡng hỗ trợ thì rõ ràng là những cái ông mà mua ở vùng hỗ trợ này thì sẽ bị lỗ, đúng không? Và khi mà giá nó hồi lại gần cái vùng đấy thì các ông mà bị lỗ các ông sẽ phải nhảy ra để để bán và thu hồi lại vốn thì nó làm cho giá giảm tiếp. Và khi mà nó thủng một cái đáy nữa thì những cái người nhảy vào bắt đáy ở đây người ta lại lỗ, đúng không ạ? Và khi mà giá nó hồi lại gần vùng đáy đấy thì người ta lại xả ra và thoát hàng và đẩy giá xuống tiếp đấy nó chỉ là yếu tố tâm lý thôi thì mọi người nhớ nhé nó có một cái lý thuyết gọi là support and resistance switch, tức là nó có cái sự hoán đổi giữa support and resistance kháng cự và hỗ trợ ok thì bài hôm nay nó gồm ba cái phần chính đó mọi người nhớ giúp mình thứ nhất là định nghĩa kháng cự và hỗ trợ thứ hai là một số cái kỹ thuật giao dịch đối với kháng cự và hỗ trợ và mọi người phải nắm được cái nguyên nhân tâm lý tại sao hình thành những ngưỡng kháng cự hỗ trợ được chưa và hẹn gặp lại mọi người trong cái bài giảng tiếp theo về một cái chủ đề về rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật đó là chủ đề về breakout ok xin cảm ơn